Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Chiếc Daytona 765/2020 đánh lộ diện thử nghiệm ở trên đường phố. Mặc dù còn 2 tuần nữa là đến cái sự kiện MotoGP 2009 tại Silverstone, Anh, nơi mà các hãng xe Anh Quốc sẽ trình làng cái mẫu Chiếc Daytona 765/2020 hoàn toàn mới. Để chuẩn bị kỹ lưỡng cho cái sự ra mắt tới đây, GM đã cho ra mắt cái mẫu Daytona 765 chạy thử nghiệm trên một số đường phố tại Tây Ban Nha, và những góc ảnh này đã bị giới truyền thông nước ngoài bắt gặp. Từ những góc ảnh thực tế trên đường thử, ta thấy được cái phiên bản Daytona 765/2020 dường như không có quá nhiều khác biệt so với cái mẫu Daytona 765 NS trước đây. Ngay cả cấu trúc khung xe, mâm xe, bao gồm cái gấp sau dạng đồi, khác biệt dễ dàng nhận biết chính là hệ thống keo Holden và hệ thống phanh Brembo M50 Cinema cao cấp. Còn đó, ta có thể xem mô hình mới này sắp được ra mắt là phiên bản hiệu năng cao của dòng xe này. Còn xét về động cơ được coi là cái điểm tuyệt vời nhất của phiên bản Daytona thế hệ mới nhất. Dự kiến nó sẽ dựa trên cơ sở của động cơ GM Twist 765. Cái khối động cơ lập 3 xăng 765 phân khối được tinh chỉnh, được hiệu chỉnh là EQ để cung cấp cái sức mạnh trong khoảng là 128 đến 132 mã lực. Theo như GM từng đã công bố trước đó, mô hình GM Daytona 765/2010 hoàn toàn mới, cái được sản xuất với số lượng giới hạn chỉ đúng 1530 chiếc ở trên toàn thế giới. Còn hãy cùng giúp tôi chờ đón cái sự hiện diện mô hình đặc biệt này tại cái sự kiện MotoGP 2009 diễn ra tại Anh vào 2 tuần sắp tới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, để tiếp nhớ like, subscribe.